Những ngày xe lạnh thế này mà có thố sườn xào chua ngọt mềm thơm, ăn cùng cơm nắm thì chỉ có hết bay nồi cơm thôi. Sườn muốn ngon mềm như này thường cần nấu lâu một chút. Nhưng khi bận rộn không có nhiều thời gian thì mình cũng có thể nấu được một nồi sườn mềm thơm, thấm đẫm sốt đưa cơm cực kỳ. Để mình chỉ bạn bí kíp nhé! Sườn sau khi rửa sạch, mình sẽ để cho thật ráo nước, hòa tan baking soda vào nước, rồi trộn và ướp sườn cho đều. Thêm các loại gia vị vào trộn đều và để sườn nghỉ 10 phút. Làm nóng dầu ăn và cho sườn vào chiên vàng đều xém mặt, giúp miếng sườn ngấm sốt rim cực ngon và không bị co rút. Baking soda sẽ giúp sườn mau mềm mà không cần hầm lâu, lại còn giúp khử mùi hôi thịt nữa đó. Nhưng không nên dùng quá nhiều baking soda, sẽ khiến thịt có mùi nồng, mất đi vị ngọt và độ dai tự nhiên của thớ thịt nha. Vớt sườn ra cho ráo dầu để chuẩn bị sốt mắm chua ngọt thơm nức nào. Hòa tan các nguyên liệu là một bát mắm chua ngọt rim sườn. Phi thơm hành tỏi xay cùng một chút ớt, rồi chút sườn vào đảo đều. Thêm nước mắm vào đun sôi, rồi giảm lửa rim khoảng 5 đến 10 phút. Tới khi nước mắm sánh lại. Giờ thì chỉ cần xếp sườn vào thố, rồi rắc thêm chút hành, ớt trang trí là dọn cơm được rồi này. Miếng sườn mềm thơm, thấm đẫm sốt cực cuốn. Ăn cùng bát cơm nóng thế này thì cứ xác định là hết bay nồi cơm mất thôi. Hy vọng rằng đây sẽ là một gợi ý món ăn hữu ích dành tặng các bạn cho những ngày chuyển mùa xe lạnh bận rộn như thế này. Chúc các bạn thành công nha!